Rồi, xin chào các em. Bây giờ chúng ta tiếp tục tới bài tính giá trị của biểu thức lượng giác. Thì các em nhìn vào cái đề bài á, ở đây là tăng của 9 độ, rồi tăng của 15 độ, rồi trừ tăng của 27 độ, rồi cộng cô tăng của 15 độ, cộng cô tăng của 9 độ và trừ cô tăng của 27 độ. Thì cái nhìn là các em cảm thấy là nó bị hoa mắt rồi đúng không? Nhưng mà không các em, các em nhìn đi. Nó có 3 loại góc, đó là góc 9 độ, góc 15 độ, góc 27 độ và tăng với cô tăng đi theo cặp. Do đó là đầu tiên là em phải nhóm những cái nào mà nó có chung cái góc lại để gần nhau nha, bằng cách thực hiện em thực hiện giao hoán thôi. Và cuối cùng thì em sẽ sử dụng công thức là tăng thì bằng là sin chia cos và cô tăng thì cos chia sin. Thì nói chung là sẽ giải như vậy đó. Bây giờ thực tế là chúng ta sẽ giải như sau. Đầu tiên là các em nhóm cho nó gần nhau hết đi. Cái ông tăng của 9 độ nè, thì ông đi với ông cô tăng của 9 độ, ông giao dấu cộng nè. Đó. Rồi tiếp tục nè, ông tăng của 15 độ nè, thì ông đi với ông cô tăng của 15 độ. Còn cuối cùng của mình là ông này là ổng là ổng có dấu trừ nên ổng khó chịu ha. Rồi sau đó là em sửa lại cho thầy là tăng thì bằng sin chia cos nha, sin 9 độ. Cứ bình thường các em ha. Làm tăng với cô tăng á, thì tuy là nó khó nhưng mà nó cũng có một cái cách để mình làm tương đối là cái cách làm nó cũng nhẹ nhàng. Đó, các em cứ viết theo 15 độ. Rồi, cô tăng thì bằng cos chia sin. Tiếp tục. Sin 27 độ chia cho cos 27 độ. Nó theo từng cặp các em. Thì thầy không biết là cái sở thích các em khi các em làm toán á thì các em thích cái gì, chứ thầy thích nhất là lượng giá, biến đổi lượng giá. Rồi sau đó là em quy đồng những cái này chung nữa thôi nha. Thì chỗ này là mẫu chung của mình là có phải cos 9 độ nhân cho sin 9 độ không? Còn ông này là lên là sin bình 9 độ cộng cho là cos bình 9 độ. Đấy, em thấy không? Thấy nó ngon ngon lành rồi đó không? Đấy. Tại vì nó cái lượng giác nó hay con cái đó các em, là khi mà các em có sẵn công thức rồi, các em chỉ có linh hoạt chút xíu là em sẽ làm được thôi. Nó không phải, mình không phải suy nghĩ quá nhiều các em. Nhớ hai chỗ này hai dấu trừ này thì kiến thức cơ bản mình đem dấu trừ ra ngoài nha. Nhớ thầy đã đem dấu trừ ra ngoài đó nha. Sin bình 27 độ cộng nha. Cos bình 27 độ. Nhiều em là nó bị sai cái chỗ dấu rồi nó đâm ra rối loạn ha. Rồi, cái này là 1 nè, chia cho là cos 9 độ nhân sin 9 độ. 1 em. Cộng tiếp, này là 1 luôn. Chia cos 15 độ sin 15 độ. Rồi, ông này là trừ 1 chia là cos 27 độ sin 27 độ. Thì bây giờ bây giờ em thấy sin nhân cos thì em phải nhớ tới công thức nhân đôi đúng không? Thầy nhắc nè. Mình viết thuận nè là sin 2 alpha nè bằng 2 lần nè sin alpha nè nhân cos alpha nè. Nhưng mà thường thường người ta sẽ cho mình viết như thế này là sin alpha nhân cos alpha thì bằng gì? Có phải là 1 phần 2 sin 2 alpha không? Trong cái số hạng thứ nhất, cái sin alpha của mình, cos alpha của mình là tương ứng là 9 độ. Cái số hạng thứ hai là 15 độ, số hạng thứ ba là 27 độ. Thì rồi các em chia 2 tức là nhân nghịch đảo thôi ha. Cái này là cơ bản thôi, thì làm nhanh thôi ha. Thì nó bằng là 2 nè, là nghịch đảo số 2 lên đó. Thì nó còn là sin của 18 độ. Ở trên đây là 2 luôn. Nhân đôi lên là sin của 30 độ. Cộng trừ 2 luôn. Này là sin của nhân 2 lên là bao nhiêu? 54 độ. Ok. Ở trong đây chúng ta thấy có cái sin 30 độ nè. Thấy được không? Cái sin 30 độ nữa các em. Cái sin 30 độ thì bằng nhiêu? Có bằng 1, 2 không?
phải không? 1/2 như vậy là ở đây là chúng ta sẽ có một cái là 2 sin 18 độ cộng cho 2 chia cho 1/2, đúng không? Thầy viết chi tiết luôn đó nghe các em, để cho các em có một cái cảm hứng về cái lượng giác nha. Rồi bây giờ là thằng này là 4, thầy đổi ra ngoài đi, 4 nhá. Thằng này là cộng 2 đi, đem ra ngoài, thằng này là còn 1 trên sin của 18 độ. Trừ cho 1 trên sin của 54 độ. Đó. Rồi thì tới đây thì các em làm bình thường thôi, các em vẫn tiếp tục là các em gì? Các em quy động thôi. Đúng không? Là sin của 18 độ nè, nhân sin của 54 độ nè. Ở đây là sin của 54 độ nè, trừ cho sin của 18 độ nè. Rồi bây giờ thì từ tích nè, từ tổng nè, thành tích. Đó, tổng thành tích. Thì cái bài trước thầy cũng có một cái ví dụ rồi đó các em có thể xem lại nha. 4 cộng 2 nè, sin trừ sin là bằng gì? Ở dưới mẫu thầy viết lại nguyên. Sin trừ sin thì bằng là 2 cos rồi sin. Đúng chưa, nhân lại. Bây giờ cái góc đầu tiên là các em cộng lại nhớ nha, cộng lại rồi chia đôi. Vậy là 54 mà cộng cho 18, 54 cộng 18. Làm tổng cộng nha. 2 6 72 rồi nhớ chia đôi nha. Chia đôi là còn 30 36, vậy thì viết đây là 36 độ. Trừ nhau. Trừ 18 6 36 là 18, chia 2 nữa nha, nhớ là chia 2 nữa nha. Là 18. 18 độ. Như vậy là em đã bập được một cái nữa không? Thấy không? 18 độ, 18 độ. Có cần thì thầy sẽ viết công thức cho các em ha. Đây thầy sẽ viết công thức nè. Sin của A trừ sin B, nhớ là bằng 2 lần cos của A cộng B và chia đôi, và nhân cho sin của A trừ B chia cho 2. Đó. Nhớ là vậy, công thức thôi nha. Rồi này do đẹp. Đấy. Rồi em thấy sin 18 sẽ ở dưới sin 18 chia là có thể đơn giản được. Số 2 để thành số 4 đi các em, 4 luôn đi ha. Ở đây nó còn lại là cos của 36 độ chia cho sin của 54 độ. Thì các em nhớ là cái cos 36 độ á thì nó bằng, có phải là bằng sin của 90 độ mà trừ đi cho 36 độ không? Mà chớ trêu cái là 90 mà trừ cho 36 thì là 54 mà. Thì nói tóm lại là hai anh này là đi chia nhau đó 1 đó các em ha. Cộng 4 bằng 8. Đây là cái đáp số cuối cùng của thầy đó. Đây là một bài là khó đó các em, chứ không phải là đơn giản đâu các em ha. Nhưng mà các em rèn luyện được cái kiến thức lượng giá của em, biến đổi lượng giá của em và sử dụng công thức hợp lý. Rồi tới đây xin chào và hẹn gặp lại các em.